Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây rồi. Wow. Đây rồi. Mày chạy với anh à? Làm gì vậy? Ôi. Tính đấm anh à? Đấm anh là đấm thế nào hả mới? Nó đang định đấm mình anh em ạ, thằng này hay được. Hay lắm. Trời ơi, tưởng là đấm xích kẹo mà dễ à? Ok ok. Phía dưới có ngay một đứa thì phải anh em ơi. Ồ. Chắc là ở ngoài này. Không thấy nha em ơi. What the hell. Chứ nói chứ nó sợ làm gì mà đã có súng nó như vậy nha. Nòng súng 3 này, ok. Bên này thì kẹo sẽ đổi qua khẩu súng Thomas nhé mọi người. Tiếng súng bắn đâu đó khá là gần quanh đây. Ủa tướng chân. Đậu xanh làm gì vậy? Định làm ninja hả em ơi? Chú định làm ninja với anh à? Nào. Tính làm ninja hả em ơi? Tính làm ninja hả? Tính làm ninja hả? Ồ. Chú tính làm ninja với anh cả. Anh sợ chú quá rồi đấy. Thanh niên này thích làm ninja. Ok. Cho làm ninja thôi nha. Vào đây. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có được 2 kill thôi nha em ơi. Vào đây vào đây. Úi dồi úi dồi úi dồi úi dồi ôi úi dồi ôi. Anh đang đặt AK thôi em ơi. Anh cho chú ăn đạn AK nhá. AK mà sấy thì thôi rồi nha em ơi. Đậu xanh này. Ủa, đậu xanh này các bạn đây. Ăn đạn AK nha em. Còn đứa ở ngay chỗ này nữa này. Từ bạn đây, từ từ bạn đây, từ từ bạn đây. Làm gì mà căng, ui. Xuống đây bạn đây, làm gì mà căng, mình còn máu cái đã à. Thanh niên lại cứ làm vẻ ra căng thẳng à. Ok, đây còn máu cái đã nha em ơi. Qua đây, qua đây. Qua đây. Qua đây. Qua đây mình solo AK với bạn rồi này. Đậu xanh mình solo AK với bạn rồi nhé. Đã xong nha bạn ơi. Còn máu này nha em ơi. Anh em thì ghê chưa. Bọn này ngày hôm nay cứ thích solo AK với sĩ kẹo à. Ok. Nhanh xuống dưới là kiếm thêm súng cái đã anh em ơi. Có nước tiểu liên MP40 thì ngon. Qua phía này còn nào anh em. Đây rồi, hầm sắt đây rồi. Ủa tướng chân. Ghê vậy. Lấy xe thì phải anh em ạ, phải không nhỉ? Không phải là có xe ở ngoài cơ. Xe ở ngoài là thằng khác anh em ơi. Đây nòng súng 3 mình trang bị vào đây nhá. Ủa tiếng xe các bạn ơi. Thôi mình lấy xe này mình chạy. À đây rồi, qua đây qua đây. Qua đây qua đây. Ui qua đây. Qua đây. Xanh mộ nha em. Tính chơi với sĩ kẹo hả em ơi. Thanh niên này. Ok rồi nha mọi người. Quá ổn. Và để con nào mọi người. Kẹo nghĩ là ngoài này cũng có thêm người thì phải này. Nãy là thấy chúng nó chạy xe cơ mà anh em. Bây giờ có lẽ là kẹo sẽ nên chạy qua khu vực tháp đồng hồ một xíu nha anh em ơi. Chạy qua tháp đồng hồ nhé. Lại anh em ở đây đây. Lên trên phía này nha mọi người, let's go. Ủa người đâu? Súng tự lên đâu mọi người ơi, súng tự lên bây giờ là hết rồi này. Bây giờ là kẻ đang chơi cái khẩu súng AK này cộng với khẩu súng Famat này. Combo này hơi dị một xíu nhá. Ok anh em. Mình sẽ chạy lên phía UAV này con nào. Ở ngay phía 60 độ này. Wow. À đây rồi. Phía trên là có tận hai đứa nha anh em. Let's go lên luôn. Đây bây giờ là hai đứa đang cạnh nhau thì phải này. Ui. Ghê vậy ai chơi. Ghê vậy ai chơi. Mày chạy à em ơi. Đây tranh thủ lượm luôn đại tử liêm này anh em ơi. Đổi qua Sky nha các bạn ơi.
Cầm ska và sấy này anh em. Một đứa thì ở mãi xa cơ nên kẹo không lo lắm. Đây anh em ơi, cứ lút thêm đạn tử lên cái đã này. Ok các bạn đây. Ủa thằng nào? Thằng nào chạy chỗ này vậy? Xuống xem ơi. Đúng rồi xuống xem ơi. Đó. Đúng rồi xuống xem ơi, mày chạy à? Ô mày chạy à? Thằng này chạy ghê đấy nhỉ. Thằng này chạy ghê đấy nhỉ anh em. Ok được rồi, hay lắm. Bước bước cái này đi và mình sẽ lượm thêm một ngọc mục đích nha. Ok đây. Lùi bước về sau để thấy chúng nó rõ hơn anh em ơi. Ok ok. What the hell. Thì kia chắc là vẫn đang ở căn nhà xanh đấy anh em ơi. À nó lại xe chạy này. Mày chạy hả em ơi, nào nào. Để xem là chủ em chạy được đi đâu. Đúng rồi, nổ xe rồi nhá. Mày chạy đi em ơi. Mày chạy được đi đâu hả em ơi, nổ xe chưa em. À mày chạy này. À mày chạy này. Kẹo mà cầm ska sấy thì gắt thôi rồi anh em ạ. Chạy bằng niềm tin và hy vọng. Đây là hộp thông tin nha anh em ơi. Ok. Thính với lại bò đã hiển thị rồi nha đây. Bây giờ thì kẹo chạy qua luôn thôi nhỉ anh em. Sao phải ngại nhỉ anh em. Sĩ này chơi gắt quá. Ok. Mình thật là không gắt hả anh em. Hôm nay thì chơi gắt mà. Thật ra thì mới chạy anh em, từ nãy giờ anh em thấy tôi cũng nhận là mệt mỏi quá cơ anh em ơi. Gặp toàn mấy đứa cho nó chơi căng thẳng thật nên là mình cũng ngại. Mình cũng sợ cho nó luôn đấy chứ lấy câu anh em. Cùng kẹo chạy đi sa mạc nào mọi người ơi. Đây. Mình sẽ lại lên lại khu xưởng cơ khí nha anh em. Vừa có thính mới này thì phải này. Thính mới này không biết là có ai lượm chơi anh em. Đó. Chạy thẳng lên phía trên theo hướng 150, à đâu 120 nha anh em. Ồ, máy bay thả thính này, thính rơi đi. Đó, thính mới này anh em, let's go. Chờ thì nó rơi thôi anh em. Ok ok, và còn lại 14 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha mọi người. Thế rồi. Ủa, phóng liệu à? Phóng liệu không biết là kẹo có nên chơi hay không nhỉ anh em, đang cầm ska xí ngon mà. Đây ok. Chơi luôn. Lượm lại mấy cái đồ nhá. Tí nữa còn trang bị anh em ơi. Mấy cái đồ này kẹo lượm lại hết nhá. Đó. Cầm phóng lựu chơi tạm nha anh em. Combo phóng lựu cộng với MP40 có vẻ như là hơi bị slam một xíu nhưng mà ok. Thích thì quẩy thôi, ngại gì hả các bạn. Xem làm thế này sẽ có gì này. Ui, gấu da này. Ngon. Thế mình gọi là mình vứt luôn cả MP40 rồi anh em ơi, để lấy gấu da nhá. Trang bị đồ ngon vào này. Đấy, đồ ngon cho anh em. Bây giờ là chỉ chờ người thôi anh em ơi. Chờ người đến là kẹo sức kêu thôi nha em. Chạy bộ cho nó an toàn các bạn đây. Ok, cầm sẵn có liệu M19 anh em. Chờ người đến nào mọi người ơi. Wow. Mình sẽ chạy qua phía này coi nào anh em. Ủa này, đây này. Lại là hộp thông tin nhắm mọi người xem là bot tiếp theo thu lại đâu này. Bo tiếp theo sẽ thu tại cái khu này nha. Nên là kẹo sẽ chạy vào trước rồi nhà anh em. Đây, chạy vào khu này trước rồi này, cho nó an toàn này đấy. Mình sẽ vào nhà máy điện đây. Trước hết là ở tạm cái nhà Doraemon nhá. Nhà Doraemon này thủ mấy đứa chạy vào nhưng mà thôi anh em ơi. Vào hẳn nhà máy điện luôn cho nó an toàn này. Ok. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có một cái quả bóng keo thôi nha em ơi. Đây là cứ vào trong nhà máy điện thôi nhá, cho nó an toàn nhá. Có lại kệ cho nó nha. Đây. Đứng tạm mấy khu này mà chờ cho nó chạy bo thì thôi xong, quá là ổn rồi này anh em ơi. Muốn mấy giây nữa thì bo sẽ thu lại thôi đây. Ví dụ nha anh em ngồi đây này. Đấy, chờ bọn kia chạy bo vào anh em sấy thôi rồi. Thế anh em sẽ thấy gọi là căng thôi rồi anh em ạ. À đây đây, có người đây, có người đây. Ủa. Nó chạy vào trong rồi anh em ơi. Ok. Ra ngoài này. Đậu xanh mày chạy à? Ui, đậu xanh mày chạy à? Ui, đậu xanh mày chạy à? Đậu xanh mày chạy à? Ok. Úi dồi, thích bắn nhau hả em ơi? Nào. Thích bắn nhau hả em? Ok, để anh coi nào. Ăn đạn phóng liệu nhé em ơi. Ui. Câu liệu cả, thế đi ghê rồi. Thế đi ghê rồi anh em ơi. Thế đi ghê rồi, đây đây. Một viên cuối cùng này anh em ơi. Ủa.
kẹo câu liệu gà. Có mày nhà em câu 3 viên không trúng viên nào. Gắt thật các bạn này. Ôi bán ngô ra còn trượt nữa này. Quả đậu xanh. Thằng này chơi gì mà ghê vậy. Nó chơi gì mà gắt vậy anh em ơi. Gắt quá ai chơi nổi. Bây giờ là mình đứng tạm đâu đây. À có MP10 này anh em. Ok. Vừa được qua được MP10 nhé các bạn. Đây đây trang bị. Trang bị vào luôn này. Rồi nha. Chẳng nhẽ mình lại cứ ngồi đây chờ cả. Ai rồi, ai đây rồi, ai đây rồi, ui. Ơ mình đang có tay súng 3 mà bắn thằng này nó khá trúng vãi trưởng nha em ơi thằng này. Khó khăn thế nhỉ. Ui ui, đấy, đấy, đấy. Gắt vậy. Gắt vậy bạn đây, ui, gắt vậy bạn đây, ui, thằng này. Bắn kiểu bắn nó tạm bị hụt thôi nha em ơi. Kế vậy ai chơi. Bắn thằng này tạm bị hụt thôi nha em ơi. Thằng này buồn quá nhỉ. Buồn quá nhỉ anh em ơi. Lại còn thể loại bắn toàn hụt nữa cơ. Thế thì ghê rồi. Làm gì vậy? Ui, làm gì vậy? Làm gì vậy? Đậu xanh. Thanh niên này. Làm gì vậy hả mơi? Ok. Xanh mộ gì nhé bạn ở đây. Mình xem mình rút đồ cái nào anh em. Đây anh em ơi đấy. Đứng tạm ở đây nhá. Chờ bó thu anh em ạ. Ok mọi người. Bây giờ là chờ bó thu săn mạng thôi nhỉ anh em. Đó nhảy qua bên này luôn. Bo đang thu lại rồi nha anh em ơi. Chỗ này thì sấy phải gọi là đã vãi trưởng luôn. Đó thằng nào ăn lại được nhỉ. À đây, ở đây, một đứa vừa chạy vào này. Một đứa đang chạy vào này, đang chạy vào này, ui. Một đứa đang chạy vào này, ui. Đang chạy vào này. Lên bảng điểm số luôn nhà em ơi. Đang chạy vào thì anh cho các chú lên bảng điểm số hết luôn nha. Đây. Ồ, giờ là còn lại có 4 đứa thôi anh em ơi. Chỉ còn lại có 4 đứa thôi anh em ơi. Gắt chưa anh em. Cố gắng kiếm trận top 1 nữa nhỉ anh em. Không biết là thằng này có lòng dập thanh hay không. Mình sẽ qua luôn nhá. Dậm thêm bom keo cũng như là lòng dập thanh anh em ơi. Bom keo này. Ơ thằng này không có lòng dập thanh. Đậu xanh. Đứng tạm trong khu này. Không biết là trong khu này nó có cái hộp thông tin nào không nhỉ anh em. Kẹo sẽ thử lờ coi. Nhưng mà trước hết là thôi cứ đứng tạm cho này cái đã. Đứng tạm cho này cho an toàn nha anh em. Đây ok. À đây. Cho này có một cái hộp thông tin này anh em. Mình sẽ lên để sử dụng nó. Xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nha mọi người. Đây rồi. Dùng nó luôn nhỉ anh em. À bo tiếp theo thu tại đây nhá. Ok. Mình sẽ qua trước để dình cho nó anh em ơi. Để tăng cái khả năng top 1 chứ. Ok anh em. Đây ra ngoài này thì khả năng top 1 của anh em sẽ rất là cao nha anh em. Bởi vì là anh em biết trước bo mà. Thế anh em sẽ kiếm được một cái vị trí thuận lợi. Anh em chỉ cần là canh chúng nó vào thôi. Đây mọi người. Ủa thằng nào gã ra gọi chảo vậy. Thằng nào gã ra gọi chảo vậy. Bên trái này thì phải anh em ơi. Nó đang ở trong mấy cái thùng kia thì phải anh em ơi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi biết vị trí của nó rồi anh em ơi. Nhưng mà thôi kệ đi. Từ từ các bạn ơi. Hay là mình qua chơi nó luôn nhỉ. Đậu xanh mình biết được vị trí của nó rồi. Tưởng ở đâu cơ. Ok ok. Nó trong cái hướng 60 độ kia anh em ơi. Nó trong cái bể ấy. Ở ngay chỗ đấy luôn anh em ơi. Chờ nó chạy ra thôi. Đây còn lại 3 thằng nữa anh em. Anh em đã thấy căng thẳng chưa. Thì cái nó ở ngay cái thùng thôi anh em ơi. À đâu. Ngay cái bể nước nha anh em. Ôi ôi. Đây rồi anh em ơi. Không biết là anh em xem có lag không nhỉ. Từ từ đây này. Đứng tạm đây này. Và chờ chúng nó chạy vào anh em ơi. Ok ok.
Hơi lát hả anh em? Đây, kéo chỉnh lại chất lượng một xíu nha anh em ơi. Chứ còn là hơi lát thì anh em xem hơi chán rồi. Đây, ok các bạn đây. Kéo chỉnh lại chất lượng một xíu nha anh em ơi. Ok. Mọi người chờ một xíu nhá. Chất lượng đã được kết nối lại rồi nhá. Cơ bản là đang đến đoạn gay cấn mà lại lát thì anh em xem sẽ mất vui. Thật kia nó chưa chạy ra cả. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà ở đây mà. Biết ngay là ở đây mà. Uầy, biết ngay là ở đây mà. Mà chặn đi em ơi. Đúng rồi mà chặn đi em ơi. Nào. Nào mà chặn đi em. Ok để coi. Chặn đi em ơi. Chặn đi em ơi. Đã xong nhé. Đây còn lại thằng cuối thôi nha em ơi. Thằng cuối là top 1 rồi nha em ơi. Mình đang có 3 quả bóng keo này. Từ từ mình xem mình lượm thêm bóng keo của đã anh em. Lượm thêm quả cuối cùng này. Lựu choán anh em. Let's go. Cùng kẹo đi săn thằng cuối nha anh em. Ui. Để con nào anh em ơi. Mình đã có 4 cái tường băng này. Từ từ cái đã. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Đây rồi. Thấy nó xin này các bạn ơi. Yes, nhân giống này, tuyệt vời. Trời ơi, vậy thôi anh em ơi, top 1 với 11 kill nhá. Trời ơi anh em, thì ghê chưa? Ghê chưa nhỉ anh em? Ăn mừng nào anh em. Như vậy là kẹo là được top 1 nữa rồi anh em ơi. Ok anh em. Top 1 với 11 kill, bộ trang phục đó là bộ trang phục mã tốc độ nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.